Ồ, bệnh viện rộng bự mát quá con ha. À bơ. Cười. Lần trước con đi khám con thấy mấy cô y tá nhân viên ở đây lịch sự lắm. Bác sĩ cũng dễ thương nữa. Mời khách hàng Nguyễn Thị Tư ạ. Rồi, vô mẹ ơi. Này con dâu tôi, tôi không đi khám mà sao về nó nói cái gì tùm lum tùm la hết trơn, tiểu đường gì đó. Mà nó có bầu mà tự nhiên bác sĩ nói nó tiểu đường, tôi đâu có biết là sao đâu. Hôm nay tôi lên tôi nghe hỏi lại coi sao. Để tôi xác định thông tin chính xác cái ha. Em tên gì em? À, em tên Nguyễn Thị Tư bác sĩ. Em sinh ngày mấy? Em sinh ngày 21 tháng 4 năm 80. Kỳ trước á, mình có uống nước đường đó để mình xác định cho mình có bị đái tháo đường thai kỳ không á. Thì mình xét nghiệm mình cái lượng đường của mình hơi cao một tí xíu. Nằm trong cái khung mình bị đái tháo đường thai kỳ. Thì trước mắt thì bác sĩ sẽ tư vấn cho chị ăn uống rồi lại. Rồi sau đó mình sẽ xét hẹn tái khám, mình kiểm tra đường lại. Nếu mà chưa đạt mục tiêu thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ tư vấn tiếp. Bước tiếp theo là mình chích insulin để ổn định cái đường huyết của mình. Thì mà chích dữ vậy bác sĩ, tôi bị tiểu đường đâu có chích đâu mà sao con tôi mà bị chích bác sĩ. Đúng rồi, tại vì em bị tiểu đường thái đường thai kỳ á. Tại khi có thai á thì mình không có uống thuốc được, mình bắt buộc mình phải chích insulin. Nếu mà cái đường huyết mình điều trị tiết chế chưa ổn định thì mình phải tiêm insulin, chứ không phải là do cái đường huyết mình nó cao quá mà nặng quá mình phải tiêm insulin. Mà là do mình có thai mình không có dùng thuốc viên được, mình bắt buộc mình phải dùng insulin, tại vì insulin nó sẽ mới tốt cho bé và mẹ. Nó vậy nó đâu có bị tiểu đường, đúng tự nhiên rồi, có bầu nó bị tiểu đường không? Đúng rồi, cái này mình gọi là đái tháo đường thai kỳ thôi, chứ không phải thực sự là đái đường thực sự như của cô. Mình chỉ đái đường trong lúc mang thai thôi, đa số mình sau khi sanh thì cái đường huyết mình sẽ ổn định lại. Mà đa số mình đái tháo đường thai kỳ mình chỉ cần tuân thủ tốt theo cái bác sĩ hướng dẫn cách ăn uống rồi này nọ thì đa số đường huyết nó sẽ ổn định thôi, chứ không cần phải thiết phải chích insulin. Nhưng mà ở dưới quê thì người lớn hay dặn em là mang thai thì phải ăn uống nhiều vô, rồi phải uống nước dừa nước mía rồi cho em bé sạch á. Mà mấy nay ăn kiêng vậy, cái dưới quê hỏi vậy có được không, rồi em bé thiếu chất không? Rồi vậy có được không bác? Thì đương nhiên mình có bầu thì mình phải cần phải có nhu cầu dinh dưỡng nhiều để vừa nuôi cho mẹ và vừa cho bé. Tuy nhiên dinh dưỡng quan trọng nhất là chất đạm, thì mình ăn những cái chất đạm như thịt cá trứng tôm cua thì nó sẽ tốt cho em bé. Còn những cái chất ngọt quá như nước mía là mình giống như mình uống nước mía là giống như uống nước đường hoa hồng, mình sẽ làm cho đường huyết mình cao lên, nó không hấp thu được cho em bé, nó cũng chả tốt cho mình đó, nó nguy hại cho em bé. Cho nên vậy cái nước mía mình không có nên uống. Chứ không phải là mình ăn uống nhiều như nó vô bé hết, chứ ăn những chất cần thiết như chất đạm là nó tốt cho bé. Nhưng còn những cái lượng chất mà nó chất ngọt quá hoặc những chất tinh bột nhiều á, mình ăn càng nhiều vô thì đường nó càng cao, thì lúc đó nó ảnh hưởng được là cho em bé, chứ nó không phải là tốt cho em bé. Ăn trái cây được không bác sĩ? Trái cây á, thì những cái như cóc, ổi, sa ghi, cam bưởi mình cố gắng mình ăn được, mà mình ăn mình cố gắng mình cũng ăn có mình ăn có sắc sơ luôn á, chứ là mình không có dắt, mình ăn có muối luôn á, chứ mình đừng có dắt nước mình uống. Ăn 1 ký được không bác sĩ? Mình ăn 1 ký mình cái bao tử mình sẽ không có tốt. Còn mấy loại trái cây ngọt như xài, mít, chôm chôm thái với ngọt gắt đó thì mình phải hạn chế tối đa. Thèm thì ăn chơi tí xíu thôi, chứ không có ăn nhiều như trước được. Đẻ xong nó tiểu đường không? Thường đa số mình sanh xong thì đường huyết nó sẽ ổn định lại, thì lúc đó mình ăn tương đối lại. Tuy nhiên mình đã bị đái tháo đường thai kỳ thì nguy cơ sau này mình có nguy cơ cao hơn người khác, mình sẽ trở thành bị đái tháo đường thật sự. Thì đương nhiên mình ăn uống mình cũng tương đối nó tiết chế tí, chứ phải mình ăn thoải mái như mọi người. Thì sau khi sanh thì mình sanh xong rồi mình kiểm tra đường huyết, là đường huyết mức độ thế nào thì bác sĩ tư vấn kỹ thêm cái chế độ tiếp theo sau đó. Vậy em có cần tái khám nữa không bác, hay giờ bình thường là mình ngưng theo dõi luôn bác? Không, mình bình thường như đã nói là nó dẫn tới sanh, cho nên mình phải tái khám định kỳ theo cái lịch hẹn của bác sĩ. Là mấy lần sau mình cũng rút máu xét nghiệm luôn hả bác? Mỗi lần tái khám mình phải rút máu xét nghiệm, tại vì mình khám mình không thể mình đoán được cái đường máu trong mình như thế nào, mình phải rút máu mình gam con số mình mới có số đó mình mới tư vấn như thế nào cụ thể. Chứ không phải mình khám mình không biết được cái lượng đường như thế nào mà mình phải xét nghiệm máu như vậy.
Dạ, mấy nay lo quá trời, tưởng đâu lần này lên thì bác sĩ cho chích thuốc rồi. Không, hai đường này ổn thì mình tiếp tục tiết chế vậy thôi. Rồi cố gắng tuân thủ tái khám định kỳ bác sĩ tư vấn. Tôi cũng bị tiểu đường nữa, bữa tôi khám bác sĩ luôn được không? Đương nhiên tiểu đường là cứ khám ha, mình khám để mình ổn định đường huyết hàng tháng thì rất là tốt. Tại tôi uống thuốc chứ quê không, mà tôi thấy bác sĩ nhiệt tình quá, thôi vài bữa tôi lên đây tôi khám. Được thì tốt, ha, lên đây thì cho kiểm tra máu để đánh giá rồi ổn định đường như nào. Bác sĩ chỉ tôi ăn gì mà ốm như bác sĩ.